Cáp cánh hoa dầu tại phố đi bộ Bạch Đằng vừa được thành phố Thủ Dầu Một ra mắt vào sáng ngày 2 tháng 9. Người dân và du khách đến vui chơi tham quan, ăn uống tại đây được check in thoải mái với sóng wifi miễn phí. Với dung lượng đầu ra tốc độ cao, sóng wifi phủ toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng 24 trên 24 giờ, đảm bảo nhu cầu cho nhiều người vào truy cập cùng lúc. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho nhân dân tham quan biểu tượng cánh hoa dầu, thành phố Thủ dụng một thông báo về lịch tham quan công trình. Cụ thể, hôm nay ngày 3 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 21 giờ, việc mở cửa tham quan hoàn toàn miễn phí.